Xin chào bạn, tôi Tú Phan, đang nhân bạn trên trang web là phan.tú.com. Thì vừa trước chúng ta đã vẽ được tới cái chỗ này rồi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục các bạn. Mình sẽ vẽ cái chân như vậy nè bạn. Mình sẽ qua bên cái file đây xem thử cái chân nó như thế nào. Đó, cái chân khoảng giống giống gì nè bạn. Từ trên xuống là nhỏ nó bo ra, còn nhìn phương ngang thì nó sẽ như gì? Như có cái phần đế bên dưới nữa. Chúng ta làm na ná giống giống thôi để nó nhanh mất thời gian ta. Thì vừa trước chúng ta ta làm cái dính liền không ổn á, thì bạn hãy sử dụng một cái khối cướp nè bạn. Bạn sau đó bạn chia đường lưới làm cho nó na ná giống giống là được rồi, làm tạm tạm thôi đó. Lo gì đây, giờ cái khối hộp này bạn có nhỏ lại rồi cho bộ co bóp, sau đó cho nó na ná với cái hình mẫu chúng ta là được. Khoảng này ha, khoảng này như này đó, ok ha. Cái phần đế chút chúng ta sẽ chốt tính sao bạn, cái phần đế ta sẽ chốt tính sao. Còn cái phần này thì chúng ta làm khoảng tương đương gì đi, rồi khoảng tương đương gì đi. Rồi sau khi xong là bạn hãy nhìn từ cái phương, ô lộn, cái này là mặt trước chứ lộn, cái này là mặt trước nên ta ít thôi, mặt trước tại nó đứng bè ra, con này mới là mặt ngang nè bạn. Mặt ngang nó phải cần phải đúng cái độ dài của nó. Đây nhìn từ cạnh bên nè, rồi ha, từ cạnh bên nó sẽ như gì, nghĩa là được cái độ dài nó sẽ như gì. Còn cái vị trí nó thì chúng ta sẽ canh theo đây cho nó tương ứng như này. Rồi ví dụ vậy bạn, bạn hãy NP chia đường lưới nó ra, đặt tên này là cái bàn chân đi, rồi bạn chia đường lưới nó ra bao nhiêu đó tùy các bạn. Chia thiếu thì chúng ta sẽ tự cắt thêm chứ không gì. Hay là cái phương này, phương này chút chúng ta sẽ bóp hai bên lại. Còn cái này là cái phương bên hông, bên hông thì chúng ta có cần gì không ta. Bên hông thì nữa chúng ta sẽ bóp vô thì cần cái này rồi. Còn cái này, cái là cái chiều dọc này chúng ta sẽ cần hơi nhiều nè, như cũng vừa thôi, khoảng gì thôi. Rồi bạn sẽ bóp vô, bạn bóp bóp vô. Rồi sau khi xong họ những chữ C chuyển sang polygon. Ok ha. Polygon chọn điểm bắt đầu chúng ta sẽ co bóp lại cho nó vừa với này, thì bạn nhấn số 0. Ít đường lưới thôi, chỉnh cho nó dễ. Chút chỗ này chúng ta sẽ trút sao bạn. Ví dụ chỗ này còn thiếu nè, ta sẽ trút sao. Chỉnh cho nó na ná, cho nó gần gần giống là được rồi. Đó. Rồi cái này thì bạn hãy cho nó xuống như này. Nhanh nhanh thôi bạn, mấy cái này nó đơn giản, chúng ta không cần chỉnh chính xác quá đâu. Chúng ta chủ yếu chúng ta học cái kỹ thuật để sau này chúng ta làm thêm những cái mẫu khác nó nhiều chi tiết hơn, nó phức tạp hơn nữa. Nhưng chúng ta không 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 nên dừng quá lâu ở một cái mẫu này, chủ yếu chúng ta học cái kỹ thuật thôi. Lưu ý cái vấn đề đó ha. Đừng quá chú tâm vô cái. Rồi ví dụ như vậy phương ngang là ok đó. Còn cái phương nhìn phương ngang là còn phương nhìn từ dọc trước thì chúng ta làm sao bạn? Thông thường ta sẽ bóp nó lại. Nó gì, nếu nhìn từ trên đỉnh xuống ra ta không có file đỉnh thì ta sẽ cái file gốc ta là ở phía đây, nó sẽ bóp hơn nè bạn. Dù chọn đây ha, nhấn số 0 quét đây nè, nó nhấn quét từ trên đỉnh xuống là đây là cái gót nè, ta đang quét cái gót nè. Rồi có thể cái gót này nó hơi bóp vô một tí, nhấn phím T bóp vô một tí, cái gót chúng ta sẽ hơi bóp vô một tí nó. Và đặc biệt cái phần cái phần trên đây nó sẽ hơi bóp vô tí. Cái phần này nè, số 9 ta sẽ bật nó bằng bật này lên, chọn cái vùng hiện nhìn thấy được thôi, nó nhấn phím T bóp nó vô một chút thôi cho cái góc nó sẽ bo lên trên, nó nhìn nó đẹp hơn đó. Bạn cứ canh chỉnh thoải mái ha. Những cái phần này cái gì bạn muốn thì bạn chọn nó và bạn bo bóp nó lại một tí, giống như chúng ta thực hiện cái việc vát vô, bạn vát phương ngang hơi hơi thôi thì nó sẽ đẹp hơn đó. Còn bạn muốn thì bạn hãy nhấn bị vô, bạn chọn cạnh hai bên, bạn bóp cho nó đẹp nữa, bạn vác nó vô, nó tao muốn hơi thon vô một tí. Tương tự những cái này tôi cũng muốn nó hơi hơi thôi, thì cái này bạn chỉnh nhiều thì nó sẽ đẹp và nó mất thời gian thôi chứ không có khó bạn đó. Ok ha. Rồi còn bạn muốn vác cho nó đẹp thì bạn bị vô nó vô một chút bạn, ví dụ như cái chỗ nào đó bạn bạn muốn nó vác, ví dụ như tôi cho chụp face to face thử nó thì từ cái chân như vậy. Bạn muốn nó
nó bè ra thì bạn chỉnh phần dưới để nó bè ra một tí nữa, hoặc không thì bạn vát tùy các bạn thôi. Ví dụ như tôi vát thử ha, tôi chọn cạnh tôi vát thử ví dụ thôi. À, chọn cạnh rồi chọn cái này, chọn đường vát nó vẽ, rồi vẽ vẽ chọn bằng cái đường vát, bằng vẽ công cụ vẽ và chọn đường vát, sau đó bạn nhấn bevel nó vát vô một tí, nó một chút thôi nó. Rồi đâu đó bạn có thể là bật cái survey kiểm tra cái đường lưỡi nó, thấy chưa, nó sẽ đẹp hơn tí, nó sẽ mềm hơn hai cái cạnh hai bên. Thì cái này nó phụ thuộc vô mỗi người chúng ta thôi, bạn làm nhiều thì nó vát nhiều đẹp thôi, còn không thì bạn đây tôi chọn lại nè, tôi không có vát thì tôi để nguyên vậy. Bạn hãy nhấn phím T, bạn cho nó bóp vào tí nếu bạn muốn nó vát nhiều. Nó những cái này thì phụ thuộc vô mỗi người, bạn phụ thuộc vô mỗi người, bạn muốn chỉnh như thế nào thì chỉnh thôi, nên tôi không chỉnh nó đâu, mất thời gian, đại khái là vậy đi. Còn ở trên đây tôi muốn cho nó liên tục có thể chút, sau này tôi sẽ thực hiện cái việc là nói nó mặt sau, đại khái là vậy trước hay bạn. Rồi tình dung là tôi làm được cái chân gì đi, rồi nữa ta sẽ liên kết những cái bàn chân với cái cẳng chân, rồi cẳng chân với phần thân. À, đại khái ta kết thúc thì ta qua tới cái tay đi để mất thời gian ta. Rồi tới cái tay hay bạn, cái tay thì cái tay làm bên tay thuận tay bên đây luôn đi, rồi nữa ta đối xứng sau. Đặt tên cái này là cái bàn chân này, bàn chân, còn này là đặt tên nó là cái thân đi bạn, để người ta nhìn ta đừng có lộn á, bật lên. Rồi cái gì nữa chúng ta sẽ tới cái tay bạn, cái tay thì cũng tương tự thôi, cái tay nó sẽ có hình trụ, tôi nhớ không làm là gì, bạn qua bên kia bạn kiểm tra nhanh coi. Đây cái tay nó sẽ có hình trụ tròn nên cũng ta sử dụng cylinder luôn đi cho nhanh, hào hảo thôi đó. Đây sử dụng cylinder đây đó. Ấy xin lỗi, cái qua bên cái file kia chứ. Đây cylinder đây. Rồi ta bật hình chiếu lên để coi nó nằm ở đâu. Cái tay sẽ cho đây thì bật này lên. Nhấn cho nó nhỏ kích thước rồi. Cái tay này nó sẽ rất là thuôn á. Rồi bạn sẽ nhấn phím R xoay nó lại. Cái tay sẽ chỉnh từ đầu cho tới phần này luôn bạn. Còn cái bàn tay nó bẻ ra thì bạn dùng cái này luôn cũng được, còn không thì bạn làm riêng, tôi dùng cái này luôn đi, tôi làm biến lắm, cái gì được rồi tôi làm nhanh luôn à. Để những cái lặt vặt này chúng ta đừng có mất nhiều thời gian đó, tại vì người ta dựng bằng cái phần mềm này thôi, chứ thật ra nếu mà bạn sử dụng những cái phần mềm khác ví dụ như Jira hay gì đó thì những cái này nó làm rất là nhanh, nên chúng ta không nên bị mất thời gian vào những cái phần này bạn, để người ta tập trung những cái khác nó hay hơn nữa. Rồi cái khúc này nữa, ví dụ như thiếu nữa ta sẽ bẻ nó lại bạn, hoặc là extrude cho nó dài ra khúc nữa. Cái tay nè, cái chỗ này nè, rồi ví dụ tôi làm tạm chấp nhận nha bạn, hoặc là cái này bạn sử dụng cái lệnh load cũng được, nghĩa là liên tục nói những cái này nè, sử dụng cái tay này dùng cái load cũng được các bạn, sử dụng lệnh load thì tôi cảm thấy nó hay hơn các bạn, nó hay hơn á. Lệnh load tôi cũng đã một video trước tôi cũng đã làm rồi, lệnh load các bạn đó, những cái tiết diện hình tròn nè, cánh tay robot đó nha. Rồi sau đó bạn sử dụng cái này, sử dụng cái lót nè, nó liên tục những cái vòng tròn tiết diện tạo ra được cái giống như là cylinder ta, nó thì nó đẹp hơn, còn không thì cái này bạn sử dụng hình trụ này cũng được, cách nào cũng được. Rồi tôi dùng đại này luôn đi, tôi lỡ làm này rồi. Cái đường lưới không quan trọng đâu, chút thiếu thiếu ta sẽ lấy dao ta cắt, nhấn chỉ C chuyển sang polygon đi, làm cho nhanh đi. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn đây, ta kiểm tra nó, làm nhanh thôi, nó cho cái vai nó sẽ đưa vô một tí. Rồi cái chỗ này ví dụ như bạn muốn cho nó cao là cho nó bự cái bắp vai lên, tùy chúng ta ha, cái này làm ngẫu nhiên thôi bạn, này tôi làm ngẫu nhiên thôi. Cái này bạn muốn nó to ra thì bạn nhấn chữ T, to nó ra, to to nó ra bạn, ta muốn là cái bắp tay cho nên hơi to ra. Rồi tới cái phần cẳng tay này bắt đầu nó mới thuôn vô, nó mới nhỏ lại. Những cái này thì dễ, bạn có thể tự làm, tự suy nghĩ sáng tạo theo ý chúng ta cũng được, không nhất thiết là phải giống mẫu. Đây là tới cái cùi chỏ nè bạn, cái cùi chỏ đó nè, bạn làm cái này hơi khác khác cái mẫu một tí cũng được bạn. Cái cùi chỏ chúng ta thì nó sẽ hơi đưa lên tí, nó rồi sau đó
xuống tới cái phần này nó sẽ bự ra. Thì bạn di chuyển lại đúng cái vị trí đó bạn. Đó. Nhấn R xoay lại. Nhỏ quá thì nhấn T để kéo nó ra. Ok, kéo nó ra. Rồi, cái này chúng ta làm cho nó tới cái bàn tay đây luôn các bạn, tới cái bàn tay luôn. Nên tôi sẽ xoay nó như thế này, nhấn phím T đẩy nó ra. Chúng ta sẽ làm những cái ngón tay ở một cái file riêng rồi chúng ta sẽ dính nó lại sao bạn. Làm cái bàn tay, giảm cái những ngón tay riêng. Rồi sau đó chúng ta sẽ dính nó lại sao. Này ta hào hào khoảng đây đi. Khoảng đây các bạn. Cái này bạn muốn cho nó có cái chỗ cái khớp cái bàn tay này thì bạn cắt vô một tí. Cắt cái này vô. Rồi bạn chọn cái này. Đó, bạn chọn cái này. Bạn nhấn phím T, bạn bóp nó vô một chút. Ok, hay lại cũng như là cái này cái khớp cái chỗ cái tay ta đều đưa ra. Dễ ha. Cái này bạn muốn cho sinh động hơn thì bạn cắt cái này thêm tí nữa. Rồi bạn chọn cái ông này. Đó. Ở đây nó có cái công cụ là chọn này bạn. Công cụ chọn theo lasso nè. Như là nó chọn theo cái vòng chọn á. Thấy chưa? Có nhiều cách lắm tại vì tôi ít sử dụng nên bạn không thấy thôi chứ trong đây nó tới 4 cụ chọn là 1 2 4 luôn ha. Rồi, tiếp tục. Tôi sẽ rồi, tạm tạm như đi rồi chúng ta sẽ qua phần khác. Đây xin lỗi. Rồi, đại khái gì ha. Ta sẽ nhìn được một hướng nữa bạn. Nhìn được một hướng rồi, cái này nó hơi cong ra tí thì các bạn có thể là thôi để nguyên gì luôn đi. Nhìn file cạnh bên không, để chỉnh lại cái tư thế đó. Cái tay cái con này là nó đang đưa ra phía trước chứ không phải là buông xuống. Nên chúng ta chỉnh cái này cho nó giống lại. Đây, nhìn cái bắp tay nè. Cái chỗ này nó sẽ đưa ra phía sau tí. Cái khuỷu tay bạn. Tạo cái sự lõm ra phía sau. Đây là cái cùi chỏ nè bạn. Đó. Rồi cái đầu bên này bắt đầu đưa ra phía trước. Đưa ra phía trước. Đó. Rồi. Ok ha. Rồi tới chỗ này là cái gì bạn? Cái này nãy giờ ông ta vẽ tới 3 vòng nên cẩn thận, cái này chắc dễ lộn lắm nè bạn. Cái này dễ lộn lắm. Nên ta phải chọn cái góc nhìn ở đó để ta chỉnh. Sử dụng cái công cụ này đi, lasso này cho nó dễ. Ok, lasso ha. Cẩn thận các bạn, sử dụng lasso nha. Đó, dùng thế này thấy nó ok ha. Dùng cái lasso này rất là ok. Rồi cho nó ra phía trước. Rồi những cái chỗ này bạn có thể bạn sẽ thấy cái cánh tay nó hơi kỳ kỳ do nó đưa xoay không đúng hướng thì bạn hãy chỉnh cái nhóm này lại. Quay chọn nguyên cái nhóm này. Đó, nhấn R xoay nè bạn. Cái hướng nó hơi bị kỳ kỳ. Bạn hãy xoay theo hướng nào đó. Thấy chưa? Mà nhìn tôi xoay nè, nhìn trên đây nè. Chúng ta sẽ Ctrl Z lại. Chúng ta bị thiếu cái gì thì chúng ta xoay cái đó thôi. Cái bàn tay này đang đưa ra nè. Đây là bên hông của người này. Đưa ra gì? Ok. Đó. Ta kiểm tra là nhìn từ các hướng mà. Cái hướng này nên bóp lên tí nè. Cái hướng này nè bạn. Cái hướng này hơi bóp lên tí. Do cái bàn tay nó đang xoay ra ngoài. Cái bàn tay nữa ta làm các bạn là nó đang xoay ra ngoài ha. Xoay ra ngoài thì ở ngoài nó phải đưa ra trước. Còn này là đang hơi bị sai sai rồi. Chúng ta sẽ chọn cái đống này ta nhấn đây. Ta xoay cái này qua đây thử. Chọn cạnh đi bạn. Cạnh nó chỉ chọn hơi UL nè. Này. Nhấn phím T bóp lại. Đẩy nó ra đây. Nó ra đây. Nhìn từ trên đỉnh chắc nó dễ hơn mà.
UL chọn này. Rồi chúng ta sẽ cho nó di chuyển E. Cái tay thì nói chung cái này một chút chúng ta chỉnh sao cũng được bạn. Ta khoan chăm chú vô nó. Sau khi chúng ta xong cái bàn tay tự động, các bạn sẽ biết là chúng ta nên làm cái gì. Còn bây giờ các bạn không nên chăm chút vô nó, cứ để đại đi. Để đại đi bạn. Chúng ta làm tới bàn tay, người ta sẽ nói nó sao, tự động nó sẽ ra cái hình à. Thôi giờ bạn chăm chú vô nó quá rồi các bạn sẽ mất thời gian thôi chứ không gì, mất thời gian vô chỉnh sửa cứ tới lui hoài, do chúng ta không có được cái góc hình chiếu từ trên xuống á, nên ta dễ lộ lắm, dễ nhìn rối lắm. Thấy chưa? Rồi chúng ta chỉnh sửa sao đi. Giờ ta sẽ tới cái gì, tới cái bàn tay này bạn. Bạn có thể làm một cái file bàn tay riêng ở một cái chỗ khác, chúng ta copy vào thôi. Ví dụ ha, ví dụ như tôi sẽ mở một cái file mới đi. Rồi cái bàn tay này nó sẽ có là cái hình hình cylinder, cylinder đi bạn, cylinder cho nó quay theo hướng ngang đi, phương chụp x nó chụp x, chụp z cũng được. Rồi ví dụ như chụp này đi ha, chụp z đi. Cái file kia chúng ta quay theo z dương hay z âm, ta để ta quay cho nó đúng, quay theo z, ok z dương. Rồi rồi ta làm thử các bạn cái ngón tay nè, thì bạn kéo cho nó dài ra, ngón tay ta kéo cho nó dài ra, làm một ngón một rồi chút ra sẽ nhân bản những cái ngón còn lại cho dễ. Rồi dù ngón tay ta sẽ dài ra gì ha, tương đối thôi. Rồi sau đó ngón tay sẽ có mấy khớp bạn, một một bao nhiêu đoạn, một hai ba đoạn, có ba đoạn ha. Chúng ta sẽ có 3 đoạn, đây nó 4 đoạn nè, chia thành 3 thôi. Nó chia thành 3 đoạn. Mỗi đoạn này là một cái khớp nè, bạn nhìn kỹ không? Bằng con ngón tay này có đúng không? 1 2 3 3 khớp. Rồi. Cái này là cái ở ở đầu này, ha. Đây là đầu nè. Một 1 2 3. Rồi, cái đầu nó hơi không được đúng cho mấy rồi, nhấn C chuyển sang polygon luôn đi bạn. Còn cái số lượng theo phương ngang 16 nè, chiều dọc 16 thì để đại luôn đi. Không thì chúng ta giảm bớt cũng được. Sau này bạn muốn sửa file surface thì ta dục cho sửa file surface đây. Chứ nó hơi nhiều ha, nó hơi nhiều. Nó nhiều đường lưới thì nó hơi khó cho chúng ta, chỉnh hơi khó. Thao tác ít đường lưới thì nó dễ hơn. Khoảng 8 hay gì thôi bạn, khoảng này thôi. Rồi. Sẽ nhấn C chuyển polygon. Rồi nó chuyển sang polygon đó bạn. Giờ cái ngón tay phía trước nó hơi bè xuống tí thì ta chỉnh lại cái đường lưới này tí các bạn. Cái ngón này tôi nó thấy hơi dài dài sao. Rồi cái phần phía trước, cái phần ngón phía trước các bạn, chúng ta sẽ cho nó chọn mặt đi. Cái phần phía trước không thể nào để gì được. Chúng ta nhấn Y đẩy vào trong. Rồi đẩy ra phía trước cho nó tròn cái mặt lại bạn. Ok, hay nó tròn mặt lại tí. Rồi bạn hãy đẩy thêm một vài cái nữa, nhấn Y đẩy thêm một cái nữa. Rồi đẩy phía trước cho nó tròn lại. Thấy chưa? Trong thân nó. Rồi. Ok ha, tương đối thôi. Rồi cái này đẩy lên trên tí. Rồi. Cái ngón tay chúng ta thì cái phần trên đây nó sẽ xẹp xuống bạn. Bạn sẽ chọn theo dạng chọn đường rồi. Chọn đường bắt đây. Chữ E đẩy nó xuống. Ngón tay ta với phần trên đây nó sẽ bằng hơn ở dưới, dưới nó sẽ tròn mà trên đây nó sẽ bằng. Ok ha, nó sẽ bằng. Rồi sao nữa? Rồi chúng ta sẽ đẩy những cái ngón này lên. Ở cái phần đầu này nó hơi nhỏ lại nè. Ôi là cái ngón ta bạn càng về 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 đầu nó sẽ càng càng nhỏ lại ha. Thì có hai cách, một là bạn bóp cái đầu cho nhỏ lại, hai là cái phần sau đây bạn to lên thôi. Ta chọn phần sau to lên, từ từ nó ra phần sau, ta nhấn cái chữ T to lên đó, nó ra hình rồi đó ha. Tiếp tục chọn này, nhấn chữ T to lên tí, càng về sau cái ngón chúng ta nó sẽ càng to lên. Bạn thấy kỹ không? Bạn không tin thì bạn nhìn thử cái ngón tay bạn đi, bạn thấy. Rồi được chưa bạn?
bạn tự bạn chỉnh này, bạn chỉnh sao cho nó đẹp thôi, cho nó rồi thì giờ chúng ta sẽ làm cái khớp đó bạn. Cái khớp cái chỗ này là cái khớp chỗ này nó hơi kỳ nè. À, cái phần trước đây nó gần lắm. Quên là chọn cái đường này bạn. Này, cái này ta sẽ trượt về phía trước tại vì cái phần đầu ngón tay ta nó sẽ nhỏ. Nó sẽ ít lắm bạn, nhỏ lắm. Rồi từ đây tới đây nó sẽ dài, ấy xin lỗi, nó sẽ dài được chút. Rồi từ đây xuống đây nè. Chọn cái này sau đó nhấn trượt cạnh. Từ đây xuống đây thì nó sẽ dài được chút. Nó từ đây đến đây là cái dài nhất. Từ đây xuống đây là kia là cái dài nhất. Ấy xin lỗi. Chọn nguyên cái này ha. Rồi nhấn trượt cạnh nè. Đó. Cái này hơi bị ngắn, ta sẽ kéo ra phía sau tí. Hơi xích ra phía trước thôi. Đó, thấy chưa? Được ngón tay như vậy. Giờ ta chỉnh cái độ cong của nó bạn. Ví dụ như cái ngón tay ta là có cái này nó sẽ cong lên nè, bạn chọn này nhấn phím E. Di chuyển lên trên tí. Đó. Ngón tay ta nó sẽ cao được cong xuống như này. Còn không á thì bạn chọn nguyên cái đống này bạn cong xuống. Ví dụ như tôi chọn mặt ha. Nhấn số 0 nè. Tôi quét bật phương sai lên. Đó. Thì cái này nhấn R ta sẽ cho nó cong xuống tí như thế này tí. Thấy chưa? Rồi. Ngón tay chúng ta mà phải cong xuống rồi tiếp theo bạn sẽ quét tương tự vậy đó. Quét cái này. Rồi sau đó bạn nhấn R cho cái này nó cong xuống tí. Cái vị trí cong nó hơi kỳ kỳ ha, mà kệ đi, không sao đâu. Tương vừa vừa thôi. Rồi chỉnh đại vậy đi. Ok, hai ngón tay tự nhiên này. Thì đúng rồi, cái phần gốc này ta làm cho hơi to tí nữa. Ô, bạn muốn bạn chọn đúng cái phần này nè. Chọn cái đám này, chọn cái mặt này. Nhấn phím T cho nó to lên tí. Nó to lên tí nữa thì nó hơi giống không bạn, cái ngón cái ở phía đầu hơi nhỏ nó. Rồi sau đó bạn cho dục nguyên cái ông này vô trong surface. Rồi bạn muốn thì bạn trắng cạnh cho nó mềm lại. Thì nói chung cái này nữa sau này chúng ta surface sao đi. Còn bây giờ chúng ta surface nó cong nó không đều nữa, không đẹp nữa. Rồi được cái ngón tay rồi bạn. Ngón tay mắc cười quá. Chúng ta chưa trắng cạnh sao nó nhìn nó thấy gớm quá. Rồi, sau khi được bỏ ngón tay thì chúng ta sẽ bạn hãy tập nhân bản ra. Ví dụ như đặt đây là một ngón tay ha. Ta sẽ chọn nó, ví dụ đây là cái ngón tay. Rồi ngón đi, bạn sẽ Ctrl ra một cái bảng kế bên. Ví dụ như Ctrl vào cái này, xin lỗi. Chọn hết tất cả, Ctrl ra cái bảng kế bên. Cái vị trí đó là bạn, vị trí ngón xoay á. Cái này là tôi làm liền ha, làm liền ha, làm liền một ngón. Rồi bạn cho nó control qua cái bên. Ok. Rồi cái ngón này thì chúng ta sẽ cho nó gần lên tí đi. Cái ngón này bạn hãy cho nó xoay qua bên phía ngoài tí bạn. Cái ngón ta nó hơi lệch bên tay một bên ha. Lúc nào vậy? Cái tâm xoay nó là bạn phải chỉnh ở phía sau. Tôi quên chỉnh nè. Chỉnh nó ra phía sau bạn. Đó. Rồi bạn nhấn R xoay cho nó xoay qua bên tay trái một tí, hơi nghiêng ra ngoài một tí, thấy chưa? Ok. Rồi được cái tiếp tục cái ngón này. Ngón này thì nó sẽ gì và nó ngón ngoài đây thì bạn hãy chỉnh nó hơi nhỏ xuống chút cũng được, một chút thôi. Rồi còn cái ngón này bạn giữ nguyên và sau đó bạn copy thêm cái ngón kế bên đó. Ngón này tôi cũng quên chỉnh cái tâm nè, chỉnh cái tâm xoay đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ giữ control để di chuyển nó vào bên, nó thành một cái ngón thứ ba. Ngón này là ngón út thì ngón út thì nó sẽ nhỏ nhất. Nhấn T tôi nhỏ lại rồi nhấn R xoay xoay coi là nó xoay qua đây chút. Thường là vậy đó bạn, những cái ngón nó không có. Rồi bây giờ được ba ngón tay rồi. À, bạn hãy copy cái ngón ngón này làm ngón cái rồi giữ control ra đây rồi nhấn. Cái ngón cái thì sao bạn, nó chỉ có hai đốt thôi thì bạn hãy bỏ một đốt đi, bỏ cái hai cái đốt cuối gì đi bạn,
chọn đại cái mặt hay gì đi, rồi quét chọn nó, quét chọn cho nó làm gì luôn. Ngón này ta đặt tên là ngón cái ý. Tự nhiên tôi không nhân bản lên mà tôi xóa luôn rồi. Tôi giữ control tôi lôi ra ha, giữ control lôi ra như này nè đó. Rồi ta sẽ chọn cái ngón này ngón cái ha. Tôi ghi là ngón cái đi. Rồi ta sẽ chọn mặt số 0, quét xóa delete. Ok, ngón cái đây. Sau này chúng ta sẽ xóa hết những cái bên ở đằng sau à, xóa hết những cái này à, tại vì chúng ta nói nó mặt mà. Ta sẽ xóa hết những cái này nên nó không quan trọng đâu. Bạn sẽ chuyển nó sang polygon hay nè, delete lưu ý chọn hay chỉ chọn hình dùng hình thấy thôi. Đó, cho nên ta sẽ xóa hết những cái này thôi. Cho nên ta sẽ nối những ngón tay với cái bàn tay, nên giờ ta xóa sẵn luôn đi. Rồi, cái ngón cái thì chúng ta sẽ cho nó mập lên đó. Ngón cái thì chúng ta sẽ cho nó mập lên, xác định lại tâm nó nữa, tâm nó cũng sai nè. Rồi cho nó xoay qua đây tí. Ok, giờ cái ngón cái thì nó sẽ xoay vô như này, hợp lý không? Rồi cái ngón cái thì nó sẽ mập ra bằng nhấn phím T, mập nó ra. Nó mập theo phương này ha bạn, theo phương này một chút thôi, thấy chưa? Lùng lại mà mập, nhưng mà cũng không nên quá, vừa vừa thôi. Rồi tạm chấp nhận được ha bạn, tạm chấp nhận lại. Quên nó, cái này không cần lưu cái này đâu. Rồi cái này bạn phải tạo thành một cái group. Những cái này ta sẽ nói cái này lại sao. Ví dụ như tôi on g hay là người ta nói bên ở đây luôn bạn, hay là chúng ta nói đây luôn đi, tùy các bạn à. Giả sử ta nói đây luôn nha, đỡ mất công. Rồi ta sẽ chọn điểm đi. Những cái này bạn muốn thì bạn phải gộp thành một cái đối tượng bạn. Không, bạn thống nhất tôi là không chỉnh sửa gì nữa ha, không chỉnh sửa gì nữa thì giờ ta mới đầu làm gộp nói lại được. Rồi ví dụ như tôi không chỉnh sửa gì nữa, tôi sẽ nói nè, quét hết này, nhấn connect. Ok, thành một cái ngón tay. Tôi xóa phải gốc luôn, tôi không, tôi giả sử như tôi hoàn chỉnh ha. Những cái lặt vặt này chúng ta bỏ qua để làm cho nhanh nhanh đi. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ nó là một đối tượng đó, bạn chỉ là chọn những cái điểm và nối lên nhau thôi. Chọn điểm này với điểm này, làm thủ công thôi bạn, thấy chưa, rất là đơn giản, làm thủ công thôi. Sử dụng này ha, connect nè, liên kết giữa hàng điểm với nhau, chọn hai điểm. Rồi sau đó là chọn cái công cụ này, chọn hai điểm. Ok, rồi bạn làm tương tự hết những cái ông kế bên ha, làm nối ba điểm lên nhau thôi. Tắt cái nền đi, cái đường lưỡi đi. Số 9 chọn hai này. Rồi sau đó cái này, ta nhìn ở phía sau dễ hơn nè bạn, nhìn mặt ở sau dễ hơn nè. Số 9 chọn, thấy chưa, dễ chưa? Dễ ẹt đúng không? Nói này rồi này, được ba ngón rồi. Ok ha, ba ngón nè. Giờ người ta tới gì nữa bạn? Tới cái ông ngón cái không biết sao đây, ngón cái sao đây. Rồi ta nói luôn đi, cái này với cái này, này với cái này, cái này với cái này. Ok, xong. Sau khi xong rồi các bạn sẽ để ta vô trong surface sao, vô thử cái nó surface nó sẽ gì, nhìn thấy gớm quá. Rồi bạn control C, sau đó qua cái file chúng ta,
Ctrl V, phím T, nhỏ lại, xin lỗi, phím T đẩy lại tí. Hình như là tao làm hơi nhỏ rồi. Ta cho nó xoay thước và xuống mặt R xoay thử đấy. khoảng chừng 90 độ đi. Rồi. Nhìn từ trên đỉnh coi nó đang nằm ở đâu rồi. Rồi, nhìn từ bên phía bên đây. Xong tương đối rồi đó. Chỉnh cái độ lớn lên. Ok, này nữa sau này ta sẽ tạo ra cái tạo ra cái gì đó, cái bàn tay ta nói với cái này cho nó dính lại là xong. Ta để đại lại đi nữa chút ta xử lý sao mà. Giờ ta khoan làm những cái ghép lại mất thời gian lắm, ta làm lượt một đi. Rồi, là cơ bản là chúng ta làm xong được cơ thể, cái đầm, cái thân nè, cái chân nè, bàn chân nè, cái cánh tay nè, rồi cái bàn tay nè. Còn cái gì nữa bạn? Còn cái đầu nữa. Cái đầu nữa bạn. Cái file làm xong thì bạn được quyền xóa đi. Đóng cái này đi. Ta tới cái đầu ha. Cái đầu với cái cổ thì bạn làm cái đầu đi. Cái đầu thật ra bạn bạn định hình trước cái lấy cái gì ta? Lấy khối trụ cũng được, còn không bạn lấy khối trụ cũng được bạn. Lấy cái cắp xưa này cũng được nè. Tại cắp xưa này nó tròn. Không thì lấy cylinder cũng được. Cái nào cũng được ha. Cái nào cũng được. Rồi bạn bóp cho nó tròn giống gì thôi. Hai con mắt ta sẽ đục lỗ, ta đẩy ra. Còn trường hợp các bạn hai bên đối xứng ta làm bên thôi bạn. Hai bên đối xứng thì ta làm bên thôi, cần chi làm hai bên. Cái đầu á. Cái đầu ví dụ như ta làm. Rồi, ví dụ tôi làm thử cái đầu cho bạn xem ha, ta chi tiết á. Ban đầu ta làm tổng thể thì là hai bên, nhưng mà tới cái phần chi tiết thì chúng ta làm một bên thôi, chúng ta xóa bên kia nữa, ta copy qua. Rồi làm thử đây, thử cho bạn sẵn nhanh cho bạn phát hình, phát thảo thử cái hình khó nó như thế nào luôn. Ý quên, cái này cái file gốc. Cái file ta đây thì bạn thêm cái đầu cho tôi đi. Làm nhanh nhanh. Những cái cục u khoan nó quan tâm cái đầu thôi, nó sẽ tròn tròn sau đó. Chọn đại cái cắp xua đi, làm đại đại đi cho nó mau cho nhanh. Xong nó phím T bóp lên này tí như này, thấy chưa, nó ná được cái đầu rồi. Ở trên đây tròn xuống đây nó mới đưa ra, thì ăn thua ta chỉnh cái đường lưới cho nó như thế nào thôi. Số lượng đường lưới thì tùy các bạn. Bạn muốn chỉnh bao nhiêu cũng được, ngẫu nhiên cũng được bạn. Sau này thiếu thì chúng ta sẽ chỉnh thêm. Tôi để đại gì luôn ha. Tôi để đại gì luôn đi, rồi tôi nhấn cái chữ C. Rồi. Đặt tên cái này là cái đầu. Cái đầu. Ok ha. Cái đầu thì chúng ta sẽ chọn điểm ở đầu bóp nè. Làm dưới dạng những cái phần mềm cứng, bề mặt cứng, hai surface giống như là 3D Max hay là Maya gì. Làm ta dạng làm dưới dạng bề mặt cứng là làm giống như Cinema 4D nè. Còn những làm chuyên cho những việc những cái bề mặt mà mềm á thì chúng ta phải dùng Xerox thì nó hay hơn. Cái trong cái phần mềm này nó có chức năng nhào nặn nữa thì gắn làm một vài cái mẫu về nhân vật bằng cái bề mặt cứng đi. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm bề mặt mềm bằng cái scoop nhào nặn trong Cinema 4D đây nè, scoop nè. Tôi cũng thích cái scoop này lắm bạn, tại vì nó gần cái cách nó làm gần giống như Xerox á, gần thôi chứ nó không tuyệt vời được gì đâu. Rồi, nói sơ sơ cho bạn bị hiểu tí thôi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái phần chỉnh sửa của chúng ta. Quét số 0 á, số 0 mình cứ chọn và nhấn phím T bóp lại. Bóp lại theo hướng nào ta? Hướng nào cũng được. Đây tôi làm lại cho chắc số 0 này. Rồi nhấn phím T, không có vô đây ha, bạn vô đây bạn chỉ bóp hướng đỏ này, bạn để ngoài đây nè. Để cái chỗ trống này nè, bạn bóp. Đó, hình như cái hình ta ngay chân giữa vậy ta. Rồi, nhấn phím T bóp ngoài đây nè. Cho nó ná giống gì được rồi, không cần chính xác quá đâu bạn. Tại nó bị những cái cục u nè, những cái gì ta, những cái cục mụn hay gì nè. Nó làm cho cái hình dáng nó không được chính xác.
miễn nó tròn tròn nó ná được rồi, các bạn học được cái kỹ thuật để bạn làm được rồi, còn cái đẹp xấu thì không quan trọng đâu. Đó, ta được cái đầu nó rất là u lên như thế này. Ok ha. Rồi tới đây là cái phần mắt rồi bạn. Cái phần mắt thì bạn làm tương đối gì luôn đi, nữa chúng ta sẽ làm gì? Cái này tôi cho nó thấp xuống đi, tại cái này ngay trong cái chỗ quan trọng. Đó, quan trọng nó sẽ bóp vào. Rồi, chỗ này trên cái chỗ con mắt nè, thì nữa chúng ta sẽ làm cái con mắt sau. Giờ ta làm cái chỗ này u ra gì đi. Rồi. Tới cái chỗ này nó cái này cái qua hàm hay gì nó đưa ra nè, tới cái chỗ này nó sẽ bóp lại, bắt đầu nó sẽ bóp cái hàm nó lại, cái hai bên cái gò má lại. Đó, có nhiều cách làm lắm, có nhiều anh chị khác người ta làm nhiều cách lắm, mà tôi thì cứ thấy quốc đại cách nào tôi cảm thấy hợp lý thì tôi làm thôi, nhanh thì tôi làm đó, nhìn giống chế mướp chế bầu quá. Rồi theo phương này ha, giờ bạn có thể bắt đầu bạn có thể là theo phương này đó. Làm ba cái này nó mất thời gian thôi chứ không có khó bạn. Bạn cứ làm bình thoải mái đi. Ok ha, làm thoải mái thôi. Lúc này chúng ta bắt buộc phải bóp theo cái hướng này, tại vì nãy chúng ta đã bóp ở ngoài rồi, giờ chúng ta phải bóp theo cái chụp màu xanh này. Lưu ý nha, chứ không được kéo ngoài đây, phải kéo ngay chân này nè. Đó, tại vì chúng ta đang canh theo cái trục này rồi. Lưu ý cho kỹ ha. Hồi nãy chúng ta đã bóp theo cái hướng kia rồi, hướng này nè, theo trục X rồi. Thì nên khi qua bên đây bạn phải bóp theo cái trục Z, cái trục màu xanh dương. Chứ không được để ngoài đây mà kéo gì, để đây kéo gì là nó ảnh hưởng luôn cái trục màu đỏ là sai. Lưu ý ha, chỉ bóp này thôi. Đó. Rồi tương đối thôi, không cần quá giống đâu bạn, không cần quá giống mẫu đâu, miệng nó na ná được. Ý, cái này nó to quá, miệng nó na ná được rồi, cái tỷ lệ cho nó đúng rồi. Nó cái chỗ này nó phải bè ra, đây đây nó cũng bè ra. Bây giờ tiếp tục tới cái này ta sẽ cho nó bạn làm á, bạn làm vòng bạn sẽ thấy được là cái kỹ thuật nó làm có nhiêu lặp lại hoài bạn. Làm ta sẽ có những hình chiếu hai bên chèn vào rồi xác định những cái hình khối hình học chúng ta, hình trụ hình gì đó, rồi các bạn ấy xin lỗi, rồi các bạn sẽ chèn vào đây, rồi bạn sẽ chỉnh bằng cái điểm đường lưới này đó. Đó là cái kỹ thuật mà để dựng cái một đối tượng như thế này. Cái này ta đang làm cái phần mũi nè bạn, đang chỉnh cái phần mũi cho nó đưa ra phía trước cho nó nè, mũi nè, đang chỉnh tới cái mũi ha. Đây cho cái mũi này nó sẽ thẳng ra phía trước, thấy chưa, tới mũi nè. Còn này là cái miệng, chút nữa ta sẽ cắt cái đường lưới này bạn, cắt cắt cho nó lõm vào tí làm cái miệng, cái khúc này ta sẽ cho nó xích lên làm cái miệng. Nói cái này nữa ta sẽ làm cái miệng nè bạn. Cái là cái mũi nè. Cái mũi chỗ này đúng không? Để tao qua coi coi kiểm tra cái mẫu người ta như thế nào coi. À, cái mũi nó vát vô thành cái miệng luôn. Cái con này cái mũi vát vô thành cái miệng luôn. Này. Cái này nó vát vô thành cái miệng luôn bạn. Nên cái này chúng ta có thể là cắt lên đi sao? Thôi cái đó nữa ta cắt sao ha. Đại khái cho nó ra hình trước đi, ta sẽ cắt sau. Cái này là cái chỗ cái càm đó nè bạn, cái càm nó là nên ta sẽ cho nó to ra. Đây là cái càm của nó, cái càm nè. Còn xuống đây là cái phần dưới cái cổ họng nè. Này xích ra đây tí. Ok. Rồi, cuối cùng là cái này là cái cổ nó nè, xích ra đây tí ở giữa tâm. Rồi ta xem kết quả của ta. Đó, kết quả anh ta sẽ gì? Sau này anh ta sẽ quay cho bạn xem thử nó sẽ trơn gì, thấy chưa, đơn giản đúng không? Ctrl Z lại, ta cố tình tạo hết hình khối tất cả các bộ phận của cái nhân vật này, từ đầu tay chân thân, bàn tay bàn chân, cái cổ thì chút các bạn làm xong thì bạn sẽ add chút ra thôi. Ta chọn mặt cái chỗ đâu đó cái cổ nào,
chọn cái này bạn, hiện tại anh chốt xuống, anh chốt xuống thành cái gì đó thôi, cũng dễ mà nè, anh chốt xuống. Bạn muốn thì bạn làm luôn cũng được, làm cái cổ làm nó luôn hay bạn, sẵn là làm luôn đi. Ta sẽ chọn cái này, đi xin lỗi, số 9, bật cái này lên, chọn chỉ cái mặt này thôi, đó. Rồi sao sẽ làm gì bạn? Nhấn phím E giữ Control đẩy nó xuống thành cái cổ ha. Đẩy xuống khoảng này đi cho nó lúc vô trong cái phần thân luôn. Rồi sau đó chọn điểm lại, ta sẽ bóp lại cho nó giống giống na ná gì bạn. KL cắt cái chỗ này nó đâu đấy một cái đường lưới đi. Ở đây cái nữa. Rồi. Làm tương tự như nãy giờ chúng ta làm. Theo hai phương ha, phương nào này người ta mới thêm vô người ta phải theo hai phương, phím T theo phương này, cái này tao xích lên tí tại cái cổ này nó hơi gắt. Rồi tiếp tục tới cái ông này, nói là cái cổ, cái cổ chỗ này nó hơi thuôn vô các bạn, chỗ này nó hơi thuôn vô nè, hơi bóp lại tí rồi sẽ xuống này nó mới to ra. K là cắt thêm một đường nữa đi. Rồi phím T ok ha. Rồi tương đối thôi. Rồi đầu ta sẽ nhìn phía bên đây, lưu ý là tới đây bóp là chỉ bóp thôi, một hướng xanh dương ha, xanh dương nè. Rồi ok, làm rất là ok, cứ gì mà làm thôi. Ok đó, canh cho nó đúng rồi. Còn cái đây cũng vậy, đây nó sẽ bị sai tại vì cái này tới cái phần lưng của ông này rồi. Cái này là xuống cái gì rồi bạn, nhìn kỹ cái này cái gì đây, cái này là xuống cái phần vai rồi ha, xuống cái phần vai dưới đây rồi. Thì nữa người ta sẽ cho nó dính với cái phần thân bạn, cái này nữa là dính với phần thân chỗ này nè, thấy chưa. Bạn có thể là xóa cái điểm này luôn cũng được bạn, cái này nữa người ta sẽ dính với phần thân nên ta bạn hãy xóa cái điểm này luôn cũng được. Đây là cái điểm này nè, nữa ta xóa cái mặt phẳng bên dưới đây luôn ha. Ví dụ như nữa là tôi sẽ slow mode, thấy chưa, nữa ta xóa cái này luôn cũng được. Hiện tại giờ thì chưa ảnh hưởng gì nên ta để đó, còn tôi sau này ta sẽ xóa cái mặt phẳng này luôn để ta nói với cái phần thân, nói với phần thân bên dưới nè. Chúng ta tới cái giai đoạn này là chúng ta không có làm thành những cái đối tượng riêng lẻ nữa, mà chúng ta phải nói lại với nhau thành một đối tượng thống nhất, tất cả này nè, nói thành nhau một đối tượng thống nhất. Đấy, cơ bản là tôi hướng dẫn bạn xong đó bạn. Còn sau này chúng ta sẽ làm tới cái phần cái con mắt cái miệng, cái đó thì chúng ta sẽ làm sao ha. Con mắt, cái miệng cắt vào, cái áo, cái quần thì đó, sau khi ta dựng xong nhân vật ta làm cái đó sao dễ lắm, mau lắm. Nhân bản là một cái lớp mới rồi cho nó bằng cái lớp quần áo lâu vô thôi, rất là mau. Giờ ta xây dựng hình khối là xong đó, cơ bản là ta đã hoàn thành được cái viện dựng hình khối đây. Còn cái viện đối xứng hai bên đó thì sau khi ta làm hoàn chỉnh đó, một tay một chân rồi ta mới đối xứng bên kia. Rồi lưu cái file lại bạn, thì rồi video sau đi, bắt đầu ta sẽ tới cái bước quan trọng và cái bước khó. Cái bước này theo tôi đánh giá nhiều là khó đó. Chúng ta sẽ thực hiện cái việc nối kết những cái này với nhau, bàn chân với cái chân, cái đùi với cái thân, cái bàn tay với cái ngón tay, cái chỗ cánh tay khuỷu tay này, cái đầu cái cổ này với cái thân đó. Những bạn nào thấy nó dễ chứ những bạn nào mới mới hay làm hay chật vuột cái chỗ này lắm, tại vì nó có cái nguyên tắc để nối những cái điểm lại với nhau. Rồi đại khái nha, qua video sau đi ta làm tiếp. Video này dài rồi. Tôi là Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.